Sao đây chị? Mai Sang thì sang em về đây đó sang để dò ăn luôn đi cho nó đỡ chua, thử cho nó chua. Có quả chua đấy. Chuyện gì đọc to cho bạn xem nha, bạn to lên. Dạ. Trời này có mắm đuốc chấm ngon à? Không ngon, không có mắm đuốc. Mắm đuốc à? Phải chấm đuốc đi. Ngon. Đuốc, à, cái con đuốc đang chân chanh quá, có bán kìa. Dạ. Nào xiên thì chạy đi. Không ai xiên rồi. Giờ này là lý hết. Nói giờ mới mắm đuốc là gì luôn hả? Dạ. Đủ mà bắt có mắm đuốc hả mẹ? Nhưng mà biết, nhưng mà ý này chưa chấm phải không ạ? Mấy cái mùi chấm rau con bố ngon. Đúng rồi. Cái này là chấm phải nha. Ăn ăn tanh à? Em đi mắm đường chấm phải có giờ. Đơn với mình. Ai? Không. Anh không có uống rượu nữa. Anh ăn cơm với tiệm. Anh buồn ngủ và trong người anh mệt quá em ơi. Mệt ngủ luôn. Không, mới vô đây là anh về. Xoay hả? Đang làm, đang làm cả đêm. Mẹ thì ngủ đây. Thank you.
Dạ, nó ăn được rồi, con rồi ra tư ra rồi em xong nha. Em vừa vậy thôi, nhiều khi nó chưa có ăn nên loại rồi thôi nha. Thôi, đi ra. Tắm đi. Ngon. Không. Đó. Bốn người ha. Bốn người với bốn vợ nữa. Được đó. Bốn người là hai đứa em, hai đứa.
tắm đi. Buông ra cho anh đi dùng giờ muốn dùng biện pháp mạnh phải không? Đánh. Thì buông ra mới đi được chứ. Em thôi vô một cái là tiêu giờ. Đúng đi. Hả? Đúng đi. Ừ. Rồi đăng đi. Em không sợ anh gãi răng, em sợ anh gãi tay. Bù ra không hết. Anh có biết là da tay em nó dày tới cỡ nào không? Đi. Đi đám luôn nó mới đi được chứ. Tắm đấu rồi còn gì nữa còn tắm. Yeah.